Vâng, xin kính chào tất cả quý khách hàng của 34 Fan. Và hôm nay em Công mang đến cho anh chị một sản phẩm quốc dân, một chiếc xe với giá tiền cực hợp lý nhé. Bao test cho anh chị và bao giá chiếc xe này công khai giá trước khi mà anh chị tìm hiểu về chất lượng của xe chỉ có 335 triệu đồng thôi. Anh chị nhé, chỉ có 335 triệu đồng thôi. Vios 2018 bao zin 100% luôn. Và chiếc xe này màu trắng ngọc trinh, rất đẹp, rất sạch. Và chiếc xe này không một tì vết máy zin. Vậy thì đến với dòng Vios là ta tìm hiểu với một dòng xe quốc dân, đó là nồi đồng cối đá đi phá không hỏng, với khối động cơ 1.5 công nghệ VVTi của hãng Toyota. Thì đây là một khối động cơ siêu bền bỉ. Đấy, siêu bền bỉ. Và nói đến Toyota là điểm mạnh của nó chính là khối động cơ. Và ở đây em Công sẽ cùng anh chị ngắm cái khối động cơ này, xem nó còn zin không, nó còn zin tuyệt đối không. Đây, em sẽ mở nắp capo này để cùng quan sát nhé. Đây, anh chị có thể nhận thấy được là với cái công nghệ máy đua VVTi máy trắng đời 2018 thì cỗ máy này là zin từ gioăng ràng cò. Đấy, anh chị nhìn thấy zin từ gioăng ràng cò. Và đảm bảo đó là từng con ốc cho anh chị bao test hãng từng chi tiết nhé. Đấy, anh chị nhìn thấy được cỗ máy nó rất là sáng, ngay cả từ phần răng và phần ụ của xe là tất cả cái lớp sơn si đó là zin nguyên bản. Không phải một chiếc xe rẻ mà nó kém chất lượng đâu. Vâng, khẳng định với anh chị, đây là một cái chiếc xe mà em bán nó là giá cạnh tranh nhất thị trường. Bởi vì Vios là một dòng xe rất là phổ thông, cho nên nếu như bán cao hơn thị trường là không bán được. Chính vì thế cho nên là em đưa mức giá về mức giá bình ổn nhất để anh chị có thể tham khảo một dòng xe quốc dân. Thì với những anh chị nào mà có tầm tiền vừa phải, kinh tế gia đình eo hẹp thì nên lựa chọn những cái chiếc xe an toàn này. Bởi vì đây là những chiếc xe mà với khối động cơ này thì nó chỉ có 5 lít trên 100km thôi, không bằng con SH. Nếu con SH nhập ý mà đời cũ thì nó phải ăn đến hơn 5 lít. Nhưng con Vios này chỉ có 5 lít trên 100km và gần như là cái cỗ máy này không bao giờ biết hỏng. Và tất cả những cái đồ đạc thay thế theo thời gian thì nó lại rất là dễ nhé. Đấy, thì đó là đặc biệt của cái chiếc Vios này. Vậy thì cái phiên bản Vios 2018 này thì nó được trang bị đó là những gì? Đầu tiên thì chiếc Vios này thì đã được chủ nhân đã trang bị 4 quả lốp mới cứng luôn. Về anh chị không phải thay lốp nữa. Nhiều anh chị là mua một chiếc xe có giá tiền thấp nhưng mà đồ đạc nó kém rồi, về phải thay thế nó mất rất nhiều tiền. Cho nên chiếc xe này của em là bản E xịn nhé. Cho nên nó có 4 quả lốp mới na răng đa chấu kép. Vâng, 4 bánh ABS các bác nhé. Đây, 4 bánh ABS chứ không phải 1 bánh, 2 bánh đâu. Cái bản taxi là bên em không phải nhé anh chị nhé. Đây là bản 4 bánh ABS. Và đặc biệt đây các bác có thể thấy được là những cái điều mà em nói từ trước đến giờ, đó chính là cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái chiếc xe này là 5 lít trên 100km. Các bác có thấy tuyệt vời không ạ? Đó chính là những cái đặc điểm làm lên cái thương hiệu và cái thông số của cái chiếc Vios này. Nội thất của chiếc xe Vios cũng cực kỳ đẹp. Anh chị nhìn này, toàn bộ nội thất của chiếc xe gia đình nó đẹp như mức độ như thế này, không một tì vết luôn. Nếu như những chiếc xe taxi dịch vụ thì bao giờ nó cũng kém lắm rồi, kém lắm rồi. Và đây các bác nhìn này, xe thì được lên cái gì đấy ạ? Lên màn hình Android này, màn hình Android, giải trí và cam hành trình. Điều hòa thì chiếc xe này vẫn là điều hòa cơ, vẫn là điều hòa cơ. Hộp số sàn 5 cấp các bác nhé, hộp số sàn 5 cấp. Và xe lăn bánh bao nhiêu đấy ạ? Đúng 10 vạn, không sai, không sai 1 km nhé. Một dàn lốp vừa mới thay, đúng 10 vạn, em để nguyên km cho các bác để các bác xem. Đó, xe rất đẹp luôn, từng cái chi tiết này. Những cái táp ly, táp lô của xe nó còn mới, rất là mới và rất là zin. Thì với chiếc xe này, bộ ghế da cũng là nguyên bản, chủ xe bọc từ đầu đây, nên là còn nguyên bản đây, nó rất mới, rất là tươi, nó đều theo thời gian luôn. Đấy, các bác này, ngay cả từ ghế phụ đến ghế lái là nó đều nhau. Đấy, nó rất là đều nhau nhé. Táp ly bên phụ, táp ly bên lái đều đạt chuẩn chất lượng của một chiếc xe gia đình sử dụng. Và đến cái khoang hành khách phía đằng sau thì các bác sẽ thấy được là cũng là bộ ghế da đó, cũng là những cái táp ly táp lô đó. Nhưng mà phải nói rằng đây là những cái chiếc xe mà nó rất là đẹp, đúng không ạ? Nó rất là đẹp. Đây, các bác nhìn này, khoang hành khách phía đằng sau rộng rãi, thoáng đãng, đúng không ạ? Vios là một cái dòng xe được mệnh danh, không ngẫu nhiên là một dòng xe được mệnh danh là quốc dân, đúng không ạ?
bởi vì nó lành tính, bền bỉ và nó thông dụng. Từng chi tiết của chiếc xe này đều rất là đẹp nhé, đều rất đẹp luôn. Vậy thì không có nhiều điều, không có nhiều thứ để tả về option, đúng không ạ? Bởi vì nó chả có gì, cho nên nó rất là ít hư hỏng. Mà ở đây chỉ nhấn mạnh về độ bền bỉ và tính tiết kiệm của chiếc xe này. Khoang hành khách của chiếc xe này, nhất là khoang để đồ, cũng vô cùng rộng luôn. Đây chị này, bởi vì là chiếc xe này hướng tới người sử dụng, cho nên người ta làm cái khoang để đồ này rất là rộng này. Ta có thể để rất nhiều đồ đạc ở trên này nhé. Đó chính là cái điểm mạnh của cái dòng Vios. Và ta có thể nhận thấy được rằng là đây, khoang nội thất của xe, lốp nắp theo xe vẫn còn mới nhé. Năm quả lốp mới cứng luôn. Với Vios thì có rất nhiều thay đổi về form dáng. Nhưng cái form dáng của đời 2018 này, nó được đánh giá cao hơn rất nhiều, bởi vì nó vuông vức và nhìn nó trường xe. Xe được bác chủ đã độ thêm cái lipo này. Cái lipo này nó không ảnh hưởng gì đến đăng kiểm các bác nhé. Nó chỉ làm đẹp cho cái chiếc xe thôi, không ảnh hưởng gì đến đăng kiểm. Thân vỏ của xe nó liền khít nhau. Phải nói rằng là chiếc xe màu trắng nó đẹp các bạn. Nó đẹp các bạn. Khi mà ra ngoài nắng là nó rất đẹp và nó rất là sạch. Đây các bác này, 4 bánh ABS và 4 quả lốp, 5 quả lốp mới nhé. Ngay cả lốp sơ cua cũng là lốp mới. Các bác có thể là nhìn ngắm lại một lần nữa về cái khoang nội thất ở phía bên phụ này, thì bác sẽ thấy được là cái xe nó rất là đều xe nhé. Nó rất là đều xe, tất cả những cái táp ly cánh cửa nó còn rất là mới. Và từng con ốc của cái cánh cửa là chưa từng tháo mở nhé. Cam kết với các bác là chưa từng tháo mở. Đấy, quay đại diện cho các bác một cánh cửa thôi. Táp ly, táp lô nó rất là đẹp và không hề có những cái vết xước sát theo thời gian. Phải nói là bác chủ này bác ấy giữ khá là cẩn thận thì mới được cái chất lượng xe như thế này. Thì với cái chiếc xe Vios này thì cái chất lượng nó khẳng định lên được cái giá trị của dòng xe này. Nhìn chung là với chiếc xe cũ thì anh chị thấy rồi, nó cứ phải là nguyên zin, nó cứ phải là nguyên bản. Đấy, nó không được đâm xô, không được tai nạn, không được thủy kích, không được cầm nước, thế là được rồi, đúng không ạ? Đó mới là làm nên chất lượng của một chiếc xe. Thì bây giờ các bác đã thấy được là cái giá trị của cái chiếc xe Vios đó chính là sự bền bỉ, chứ không phải là công nghệ, đúng không ạ? Công nghệ thì các bác sẽ phải đi lựa chọn mẫu xe khác. Còn lại thì lựa chọn sự bền bỉ, sự lành tính thì chắc chắn các bác phải lựa chọn Vios rồi. Bởi Vios nó đã là một ông vua và được mệnh danh là một mẫu xe là quốc dân. Cái gì nó là quốc dân? Nó là phổ thông, đúng không ạ? Vậy thì với chiếc Vios 2018 này thì bên em đang có giá đó là công khai cho tất cả quý khách hàng, đó là 335 triệu đồng. Anh chị nào cần mua xe thì hãy điện thoại trực tiếp tới số hotline của em Công theo số hotline đã được ghi ở trên tiêu đề. Vâng, em Công xin chân thành cảm ơn quý khách hàng và chào tạm biệt anh chị. Còn rất nhiều những sản phẩm, anh chị bấm theo dõi kênh và ủng hộ em Công bằng việc nhấn nút like nhé. Vâng, để em Công có thể mang tới cho anh chị nhiều sản phẩm khác nhau. Cảm ơn anh chị và xin chào tạm biệt tất cả quý anh chị.